À, chị xem thắng. À. Chào cả nhà nhá. Hôm nay mình làm con này ấu trùng của con thuyền chuồn. Gọi là con gì nhỉ? Con bịt mặt. Người Thái gọi là con bịt mặt đúng không? Đúng rồi. Cả nhà nhá, hôm nay hai anh em thử món đây này. Xin chào cả nhà. Hai anh em làm thử món côn trùng. Cái gì? Người Kinh gọi là con bà mụ, người Thái gọi là con gì nhỉ? Bịt mặt, con bịt mặt. Bịt mặt đây là nó là ấu trùng của con chuồn chuồn. Người Thái họ đi bắt ở sông ấy, ăn ngon lắm. Còn năm mới này hai anh em quay tí video. Mấy tháng rồi. Làm lá chanh này. Thì như xẻng